Hello, chào tất cả các bạn. Đây các bạn ơi, nói một ngày vất vả, sầu riêng là sầu riêng các bạn ạ. Thấy chưa? Mồ hôi mồ kê đổi lại được cái tự do các bạn. Thấy chưa? Một ngày là hơi vất vả nhưng được cái tự do thoải mái đó các bạn ạ. Muốn làm gì làm, hôm nay, buổi chiều hôm nay là nóng lắm các bạn ạ. Chiều mát này, cánh đồng quê các bạn, bành bông một cát, đồi núi bao la các bạn, đó, thấy chưa, đồng quê đẹp chưa các bạn, đó. Núi đồi bao la nha các bạn, đây đằng sau toàn là sầu các bạn nha, đây, sầu riêng. Không dễ ăn chút nào các bạn ạ. Muốn ăn là quả sầu riêng đầu tư cũng là gớm lắm các bạn ạ. Không đơn giản đâu. Đấy, làm cái gì phải đầu tư các bạn ạ. Không có gì làm miễn phí các bạn nhé. Đó. Cái gì phải bỏ sức ra thì mới có ăn được. Không có cái gì gọi là đơn giản và dễ dàng hết các bạn. Cuộc sống mà. Có làm thì mới có ăn. Đó. Nhìn mức làm hoài cũng không ăn đâu các bạn ạ, không dớn đâu. Thời buổi kinh tế thị trường này khó căng lắm các bạn, không dễ thế nào. Đó. Quê vất vả mà được thoải mái các bạn ạ. Đây, 4 giờ chiều bắt đầu mới ra làm việc các bạn ạ. Mặt trời chuẩn bị xuống núi bắt đầu mới ra làm nha các bạn nhé. Đã không nhất thiết phải giờ với giấc thì các bạn ạ. Miễn sao mình thích lúc nào ra làm lúc đó các bạn. Đó. Bạt ngàn sầu riêng. Đó. Đằng sau là cánh đồng nha các bạn nha. Cánh đồng lúa này các bạn. Cánh đồng lúa mênh mông các bạn ạ. Đây, cánh đồng lúa nó quyết này các bạn. Đẹp chưa? Mênh mông luôn các bạn. Rất là đẹp nhá. Đó, đẹp chưa? Lúa hôm nay mua gạo cũng lên giá luôn các bạn ạ. Đó, cái gì cũng mắc. Sầu với sầu các bạn. Này. Tây Nguyên. Này các bạn. Đó, hôm nay đã tưới nước các bạn ạ. Tưới nước đập vườn, đập mô. Đó, các bạn thấy không? Bé bé này mới trồng các bạn nhá. Mấy tháng các bạn. Cây này mới được mấy tháng. Đẹp. Rồi, chào tất cả các bạn nhé. Chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong video sau.